Liệu ở Euro lần này, khởi đầu kém thuyết phục sẽ tiếp tục nhấn chìm tuyển Pháp hay đoàn quân áo lam sẽ thay đổi lịch sử? Câu trả lời thật khó để được đưa ra vào lúc này bởi sự bất ngờ chính là yếu tố mang tới sức hấp dẫn của bóng đá. Nhưng nói về bất ngờ và hấp dẫn thì chương trình Sôi Động Cùng Euro cũng tự tin khi nhắc tới phần nội dung này bởi gần như chưa ai có thể bỏ sót nó. Đó là màn dự đoán kết quả trận đấu của nhân vật vốn vẫn được giới thiệu là nhà tiên tri của chúng tôi. Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với Dự đoán Cùng Euro với nhà tiên tri Hunter Q của chúng ta. Và trận đấu ngày hôm nay Hunter Q dự đoán đó chính là trận đấu giữa cặp đấu Pháp và Bỉ. Trước khi đến với vòng loại trực tiếp này thì Pháp là đội xếp thứ 2 của bảng D. Các cầu thủ Pháp đã có được 1 chiến thắng và 2 trận hòa, có được 5 điểm, xếp ở vị trí thứ 2. Trong khi đó thì Bỉ cũng có được vị trí thứ 2 của bảng E. Bỉ có được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, có được 4 điểm xếp sau Rumani. Và để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu ở bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn, đó chính là quốc kỳ của đội tuyển Pháp. Và bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn, đó chính là quốc kỳ của đội tuyển Bỉ. Và phần dự đoán của Hunter Q đã chính thức bắt đầu. Hunter Q đang chậm vào bát thức ăn bên phía của đội tuyển Pháp. Thưa quý vị và các bạn, chưa rõ là Hunter Q đã ăn hay chưa, đang ngồi trong bát thức ăn của đội tuyển Pháp rồi. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ giây phút đầu tiên, Hunter Q đang ngồi trong bát thức ăn của bên phía đội tuyển Pháp. Chắc chắn là sẽ phải nhờ đến công nghệ VAR rồi. Thưa quý vị và các bạn, hãy cùng chờ xem, mở góc quay rõ hơn. Như vậy là các trọng tài xác định ở góc quay này thì Hunter Q đang ăn thức ăn ở bên phía của đội tuyển Pháp. Và đó cũng chính là sự lựa chọn của Hunter Q cho cặp đấu giữa Pháp và Bỉ. Và lựa chọn của quý vị và các bạn là gì? Hãy để lại comment cho chúng tôi biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thấy kết quả mà nhà tiên tri vừa dự đoán có uy tín không ạ? Nếu không thì theo các bạn, trận đấu này sẽ khép lại như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi về hình dung của các bạn bằng cách comment tỷ số chung cuộc của trận đấu dưới video này nhé. Nếu bạn đoán đúng, rất nhiều người sẽ cảm ơn bạn đấy ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.